Trong khuôn khổ dự án GreenToCompete tại Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC đã tổ chức hội thảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất tuần hoàn RECP hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và hiệu quả hơn về tài nguyên nhằm cập nhật, cung cấp thông tin về chính sách, quy định của Việt Nam đối với các hoạt động sản xuất sạch hơn, tiết kiệm hơn cho nhà máy và doanh nghiệp, các chủ đề sinh thái công bằng tại Việt Nam và cập nhật kết quả đạt được của hợp phần RECP trong năm 2021. Tại hội thảo, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2021, có 13 doanh nghiệp và nhà máy tham gia chương trình đầu tiên được đánh giá về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất tuần hoàn cho các ngành hàng gồm hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, nông sản, thực phẩm chế biến và thủy hải sản. Có 52 giải pháp được đưa ra cho nhóm doanh nghiệp và nhà máy. Hiệu quả kinh tế ước tính tiết kiệm được 34,6 tỷ đồng. Trong thời gian tới, hợp phần tiếp theo sẽ được triển khai, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc nắm bắt và tích hợp các chiến lược kinh doanh bền vững, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận với các tiêu chuẩn xanh và nguồn tài chính xanh.